walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Thank you.
Tiến Linh khi ngã xuống đã để bóng chạm tay. Trọng tài của Abu Bakar đã chỉ tay vào chấm phạt một cách hết sức kiên quyết. Chúng ta có một động tác đẩy người trong cao quan trọng vừa rồi, nhưng thực sự nó không thật sự rõ ràng để chúng ta có thể xác định đó có phải là pha phản đối dẫn đến quyết định đẩy người một mét hay không. Chúng ta chờ đợi tài năng của Đàm Văn Anh, người có thể đánh tiếp mạng lính và anh đối mặt với Đàm Văn Anh từ tấm 1 mét.
giải của xin bà con. Kết thúc cái số không đều nhưng mà là Việt Nam tiếp tục nhau bán 11 điểm. Và thưa các bạn, như vậy đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã giành được tỷ số hòa trước đội Tây Lan, một đối thủ khá mạnh ở vòng loại vô cúp. Đó là một kết quả rất khả quan cho trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam. Rõ ràng trong trận đấu này, bản lĩnh vẫn là thành trì kiên cố nhất. Trước khi rời khỏi khu vực lưỡng lệ, xin các bạn lưu ý thu dọn rác xung quanh. Và đã uống rượu bia thì không được phép lái xe. Xin hẹn gặp lại tất cả các mọi người trên đại lộ Nguyễn Huệ vào 2 giờ chiều ngày 25 tháng 11 với trận cầu máu lửa giữa đội tuyển Việt Nam và Brunei. Xin chào và hẹn gặp lại. SEA Games 15. Ok. Wow. Gì vậy? Wow. Quẹt. Bây giờ là đi ra là cũng là một chặng đường nữa. Quá trời người luôn. Vậy chắc cũng không có bảo vùng gì đâu.